Ở đây nè, vô chơi bố ơi. Ừ, ba xin miếng đường. Đang nấu canh chua. Vô ngồi chơi. Vô ngồi chơi. 8 giờ. Tôi ngâm cái chân nè. Ngâm hoài gì không nổi. Mới thấy ngâm qua hả? Tại vì tôi bị tiểu đường cỡ năm nay rồi. Mà chị có hay vụ gì không? Vụ gì vậy? Hôm qua tôi mới đi thăm anh hai ở đầu sớm á. Anh bị tiểu đường, cái anh bị nhiễm trùng cái chân. Rồi bác sĩ nói giữ vệ sinh không kỹ á, bây giờ cưa hết bên chân rồi đó. Ủa vậy hả? Bữa nghe không đi nằm viện đâu có biết là cắt cái giò đâu. Chưa có ra nữa, để lát đi thăm ổng coi. Tôi đi thăm về tôi sợ hai ba bữa nay không chỉ có ngủ nghe gì được chứ. Chỉ bà gì mà ông đề ngâm vậy? Rồi không, tôi không có hỏi, thấy ảnh lo bệnh quá tôi không hỏi. Tôi nghĩ gì nghe ta nói ngâm nước rồi có mấy cái lá gì sát trùng vô nè, cho nó đừng nhiễm trùng chân. Ngày nào cũng ngâm cỡ nửa tiếng vậy nè bà. Ôi trời, ngâm vậy bậy chết à. Ông già chồng tôi cũng bị tiểu đường, đâu có ngâm gì đâu, uống thuốc ổn mà. Có không? Có. Bác sĩ có chỉ mình cách gì không? Mới mà bà mới bị tiểu đường đây mà dễ gì bà cắt cái giò. Sợ quá. Ông hai không bị đâu, cả mười mấy năm rồi mà bà mới bị đây có mấy tháng rồi, cắt cái gì mà sao thấy sợ quá. Nghe nói bệnh tiểu đường này biến chứng mà đó, rồi đâu biết mất cái bàn chân gì đâu, sao giờ thấy sợ quá. Ông nhà chồng tôi bị năm mấy nay nè, đi uống thuốc ngoài Hương Châu ổn rồi, không có gì chân. Mai bà đi khám, mà mai tôi tới ngày tái khám vậy. Giờ tôi ngâm nữa không? Con nghĩ đi, nghĩ đi. Trời ơi mày ơi, mày đi khám bác sĩ thì khả làm. Mai đi ra ngoài khám hỏi bác sĩ coi có ngâm được hay không. Có ngâm bà ngâm tầm bậy tầm bạ thấy ghê quá. Mời chị dẫn tôi đi với chứ giờ tôi lo quá. Mai tới sớm nha, mai tôi đi sớm đó. Mai rồi. Sáng tôi chạy ngang tôi ngủ chắc cỡ gần 6 giờ vậy đi nha. Rồi để mời tôi chuẩn bị, chị dẫn tôi đi nha. Rồi đi chung nha. Rồi chắc trên đó nha. Bác sĩ sẽ hướng dẫn mình kỹ ha. Đang nấu canh chua. Rồi đi vô bếp đi, có anh hai chồng nó lấy cho. Vậy ha. Nhưng mà nhớ ăn đường ít thôi để thôi bị tiểu đường. Biết rồi bà nội. Ba nghe. Lâu quá. Không, bác sĩ này tôi quen á, lát tôi dẫn bà vô khám hay khám nhà chồng tôi á. Vậy hả? Vậy hồi có gì hỏi tiếp tôi nha. Chứ nhiều khi đi lên mà hỏi về quên chứ. Có máu chưa sao lâu vậy? Để giả bộ hỏi bác sĩ. Dạ mời khách hàng Nguyễn Thị Tư ạ. Mời chị Tư ngồi ạ. Chào bác sĩ. Dạ bác nhân này bà bạn của tôi bữa nay á, tôi dẫn bà lên khám bệnh. Dạ bác nhân. Sao? Bà bạn bà ở nhà là do cái ông hai ở sớm á, ổng bị nhiễm trùng cái giò, cái cắt cái giò rồi. Cái bà sợ quá, cái ngày nào bà cũng ngâm cái giò á trong mấy cái lá cây á, là có nên ngâm không bác? Ngâm á, mình ngâm nước á thì hiện tại người ta không có khuyên mình nên ngâm, tại khi mình ngâm nước vậy á thì cái giò dễ bị cái dợp da, giống như mình tắm rửa cái tay mình để nước lâu á thì cái tay mình cũng bị dợp, mà khi dợp vậy cái da mình dễ chóc ra, mà chóc da vậy á thì nó nguy cơ nó dễ, rất là dễ bị cái nhiễm trùng cái bàn chân mình, cho nên hiện tại chị không có nên ngâm chân ha, thực sự nó không tốt cho mình. Cái giò bá gì có nguy cơ bị cắt cái giò không? Không, hiện tại cái mức đường này mình cũng tương đối là không phải là cao lắm, mình cũng có thể ổn định được cái đường huyết như vậy thì không phải đến nguy cơ cắt chân gì hết á. Trước mắt mình sẽ chăm sóc bàn chân cho nó tốt thì mình không có bị nhiễm trùng chân thì sẽ không có nguy cơ cắt chân gì hết. Bác sĩ ơi, bác sĩ có thể hướng dẫn cách chăm sóc bàn chân không bác sĩ? Tại nhà ở xa quá để về làm cho nó tốt á. Dĩ nhiên là được rồi, trước mắt thì chân nãy tôi cũng coi qua thì hiện tại chân chị không có bị nhiễm trùng gì hết. Thì mình chăm sóc như nào sẽ tốt nhất thì trước mắt là khi nào mình đi đâu mình cũng phải mang dép, chị nó bắt buộc. Thậm chí ở nhà mình đi trong nhà mình cũng nên mua cái loại dép mềm trong nhà để mình đi trong nhà để mình hạn chế va chạm thì nó bị chạy xước gì đó thì nó dễ bị nhiễm vết thương thì nó gây cho nhiễm trùng chân mình, cho nên mình tốt nhất là lúc nào cũng phải mang giày dép. Cái chuyện thứ hai là như nãy nó ngâm chân nước hay nước muối hay gì đó thì không nên làm cái chuyện đó. Thứ ba nữa là mỗi ngày mình tắm rửa thì mình cố gắng mình thấy cho nó sạch sẽ xong rồi mình phải lau khô, giữ bàn chân cho khô ráo. Thế mới cái là quan trọng. Bắt mặt móng được không bác sĩ? Dĩ nhiên móng chân thì mình nên cắt thì mình đừng để cho nó dài. Hay mình cắt cái móng ngang thôi chứ mình đừng có nên cắt khuyết cách khóe rồi đó. Thì cắt mà sơn á bác sĩ. Sơn mình nên hạn chế là đó, tại khi mình làm đẹp mình thường ta sẽ cắt khóe, mà cắt khóe vậy nó dễ tổn thương bên hai cái mép chân đó thì nó sẽ dễ dàng nó nhiễm trùng chân cho mình. Cho mình thôi cố gắng mình giữ sạch sẽ chân là được rồi. Không với bác sĩ nhé. Lỡ như tôi về quê mà tôi đi đâu mà tôi bị da chạm chân á, tôi thấy dưới quê hay đắp mấy cái lá cây rồi xịt thuốc đỏ đồ lên á, vậy được không bác? Lá cây thì không nên, tại trong lá cây nó rất là nhiều thành phần mình không có kiểm định được, mình biết trong đó nó tốt hay xấu mình không biết được, cho nên tốt nhất không nên đắp lá cây gì hết ha. Thì mình rửa nước sạch
mua nước muối gì đó mình rửa, thì tốt nhất nên ra cái cơ sở y tế nào đó hoặc cũng có lên khám, bác sĩ sẽ xem xét cái vết thương nó sạch hay dơ, nó cần phải chăm sóc hay là rửa vết thương gì không, hay cần phải cho thuốc gì không để điều trị cái vết thương đó. Dạ. Mình không nên tự ý lấy lá cây gì mình đắp lên hết thì nó sẽ không có tốt với bàn chân của mình. Dạ, bữa nay nghe bác sĩ giải thích nên tôi biết rõ rồi, chứ bữa hổm thấy anh hai ở nhà bị cưa chân sợ quá. Dạ. Rồi cái chị Út chỉ dẫn nói là có bác sĩ Nhân điều trị giỏi lắm. Dạ. Nên là tôi nhờ dẫn lên trên bệnh viện Phương Châu nè. À, cảm ơn bác sĩ đã nhiệt tình giải thích nha. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn bác Nhân. Dạ, cảm ơn bác. Dạ. Dạ.